Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết, trái đất của chúng ta đã trải qua rất nhiều sự kiện tuyệt chủng. Theo những thống kê từ khoảng 450 triệu năm trước cho tới nay, đã có khoảng 5 lần trái đất reset sự sống và loài người chúng ta đang chuẩn bị đối mặt với lần tiếp theo thứ 6. Với bộ óc siêu việt vượt trội hơn hẳn phần còn lại của thế giới, loài người hoàn toàn có thể ý thức được những gì có thể xảy ra trong tương lai. Vòng tuần hoàn của sự sống trong vũ trụ vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ. Những sự bắt đầu và kết thúc vẫn liên tục xảy ra một cách đều đặn và có thể nó sẽ không cho chúng ta cơ hội kháng cự. Xuyên suốt lịch sử cả triệu năm của trái đất, đã có rất nhiều những biến cố làm thay đổi diện mạo hành tinh. Trong vòng vài thế kỷ gần đây, có vẻ như chúng ta đang rất yên bình trước các cuộc tấn công của vũ trụ. Tuy nhiên, một bầu trời quang và lặng gió có thể là báo hiệu cho một trận cuồng phong chuẩn bị ập tới. Một trong những thứ tồi tệ nhất, mạnh mẽ và khủng khiếp nhất vũ trụ, đó chính là vụ nổ tia gamma. Sức mạnh của nó không chỉ đơn thuần là sẽ hủy diệt sự sống trên trái đất, mà nó còn có thể thổi bay cả hệ mặt trời của chúng ta, khiến cho một nền văn minh non trẻ đang trên đà phát triển sẽ trở thành một làn khói mờ ảo, sẽ không có bất cứ dấu vết nào còn được lưu lại. Loài người sẽ chính thức và mãi mãi bị xóa sổ khỏi lịch sử của vũ trụ. Điều nguy hiểm nhất của một vụ nổ tia gamma, đó chính là luồng năng lượng nó phát ra sẽ di chuyển nhanh gần như vận tốc ánh sáng. Điều này đồng nghĩa với việc, khi chúng ta nhìn thấy nó, đó cũng là thứ cuối cùng mà chúng ta có thể chứng kiến. Cách trái đất gần 8.000 năm ánh sáng, về phía chòm sao Nhân Mã, có một hệ sao khổng lồ đang chuẩn bị trình diễn tiết mục cuối cùng trong vòng đời của nó. Một sự phô diễn sức mạnh khủng khiếp, và nó sẵn sàng xóa sổ bất cứ thứ gì nằm trên đường đi của nó. Đen đủi thay là nòng súng của nó đang hướng thẳng về phía trái đất. Tin tôi đi, điều này không phải là bịa đặt. Và đây là kênh Thư viện Thiên Văn. Để có thể biết được điều tồi tệ gì sẽ xảy ra, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu thế nào là vụ nổ tia gamma. Vụ nổ tia gamma, Gamma Driver, là một vụ nổ điện tử cực đại năng lượng. Nó là sự kiện sáng nhất trong vũ trụ được con người biết đến. Một vụ nổ tia gamma sáng gấp hàng trăm lần so với một vụ nổ siêu dân tinh thông thường và sáng gấp 1.000.000.000 lần so với mặt trời. Năng lượng của một vụ nổ tia gamma giải phóng ra có chứa tia gamma, tia X, tia cực tím, tia hồng ngoại, sóng vi ba, sóng radio và ánh sáng quang học. Vụ nổ tia gamma có thể kéo dài từ vài mili giây đến vài phút. Trong khoảng thời gian đó, nó giải phóng ra lượng năng lượng tương đương với 10.000.000.000 mặt trời. Cho đến gần đây, vụ nổ tia gamma được cho là một trong những bí ẩn lớn nhất trong thiên văn học năng lượng. Chúng được phát hiện tình cờ vào cuối năm 1960 bởi những vệ tinh quân sự của Hoa Kỳ. Trong thời kỳ này, Hoa Kỳ nghi ngờ Liên Xô đã vi phạm hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân bên ngoài bầu khí quyển. Họ đã phóng các vệ tinh mang theo máy dò tia gamma để tìm bằng chứng về các vụ nổ bom của Liên Xô. Tuy nhiên, thứ mà họ phát hiện được lại là các tia gamma đến từ bên ngoài hệ mặt trời. Theo phân loại của NASA, thì các vụ nổ tia gamma được chia làm hai loại ứng theo thời gian dài và ngắn. Vụ nổ thời gian dài dao động từ 2 giây đến vài phút, trung bình là khoảng 30 giây. Đây là vụ nổ liên quan đến cái chết của một ngôi sao khổng lồ trong vụ nổ siêu tân tinh. Mặc dù không phải siêu tân tinh nào cũng tạo ra vụ nổ tia gamma. Vụ nổ thời gian ngắn là những vụ nổ kéo dài từ vài mili giây đến 2 giây, trung bình khoảng 0,3 giây. Đây là vụ nổ liên quan đến sự kết hợp của hai ngôi sao neutron để tạo thành hố đen, hoặc một hố đen sát nhập với một ngôi sao neutron để tạo thành hố đen lớn hơn. Năng lượng của các tia gamma được tính bằng vôn. Thông thường, các vụ nổ tia gamma xa xôi sẽ tạo ra tia năng lượng khoảng vài triệu vôn, tức là gấp khoảng 1 triệu lần các photo ánh sáng bình thường mà mắt thường chúng ta có thể quan sát. Năm 2013, người ta đã phát hiện ra một vụ nổ tia gamma lớn nhất với mỗi tia năng lượng đơn lẻ lên tới 94 tỷ vôn. Mới đây nhất, vào tháng 1 năm 2019, kỷ lục này đã bị phá vỡ với tia năng lượng 1.000 tỷ vôn xuất phát từ một vụ nổ tia gamma cách trái đất 4,5 tỷ năm ánh sáng. Vậy, rốt cục điều gì đang chờ đợi chúng ta ở ngôi sao WR-104? WR-104 là một hệ sao nhị phân cách trái đất gần 8.000 năm ánh sáng
có vị trí quan sát về phía chòm sao Nhân Mã. Đây là hai ngôi sao khổng lồ, vô cùng to lớn. Chúng quay quanh nhau với quỹ đạo kéo dài 8 tháng. Vòng xoáy của hai ngôi sao khiến chúng phun ra rất nhiều vật chất, tạo thành các vệt dài xoắn ốc, bao gồm rất nhiều khí nóng và bụi rực sáng. Cả hai ngôi sao đều có khả năng tạo thành siêu thân tinh trong tương lai gần. Xét về kích cỡ và khối lượng, cả hai đều vượt trội rất nhiều lần so với mặt trời của chúng ta. Ngôi sao nhỏ hơn trong hệ này là một ngôi sao màu xanh, được phân loại thuộc nhóm OB. Các ngôi sao nhóm O được phân loại là các ngôi sao rất nóng và cực kỳ sáng. Hầu hết những bức xạ mà chúng sản sinh ra đều trong phạm vi cực tím. Loại sao lớp B thì là những ngôi sao nặng hơn mặt trời từ 2 đến 16 lần. Nhiệt độ thường dao động từ 10.000 đến 30.000 độ K. Cụ thể thì ngôi sao OB trong hệ nhị phân này nặng hơn mặt trời gần 20 lần, lớn hơn mặt trời 10 lần và có nhiệt độ vào khoảng 30.000 độ K. Đối tác trong vòng xoay của ngôi sao OB là một ngôi sao Wolf-Rayet, hay thường được gọi là ngôi sao WR. Về cơ bản thì ngôi sao WR là những ngôi sao siêu nóng, siêu lớn và đang trong quá trình tiến hóa gấp rút của giai đoạn cuối. Chúng có nhiệt độ dao động từ 30.000 đến 210.000 độ K. Cụ thể thì ngôi sao WR trong hệ nhị phân này lớn hơn mặt trời hơn 10 lần, nặng hơn 10 lần, nhiệt độ vào khoảng 40.000 độ K. Trong những quan sát quang phổ thì ngôi sao này bị khuyết thiếu vạch quang phổ hydro, tức là nó đã đốt cháy hết hydro và đang trong quá trình tiêu thụ các nguyên tố nặng hơn là heli, nitơ, carbon và oxy. Ngôi sao WR này đang rất bất ổn. Nó là mối hiểm họa thực sự cho chúng ta, khi gần như chắc chắn nó sẽ tạo thành một siêu thân tinh trong tương lai, và khả năng có một vụ nổ tia gamma là không hề ít. Quá trình tiến hóa của ngôi sao WR đang được đối tác của nó thúc đẩy. Và thật không may là vòng xoáy quỹ đạo của hai ngôi sao đang nhắm thẳng về hướng trái đất. Các vụ nổ tia gamma của ngôi sao lớn thường là sự bùng phát từ tính ở các đầu cực của ngôi sao. Theo những quan sát của kính viễn vọng, thì cặp sao này đang xoay quanh nhau với quỹ đạo chính diện về hướng chúng ta. Bằng nhiều năm quan sát liên tục, các nhà thiên văn nhận định rằng độ lệch tâm của ngôi sao WR có thể là từ 0 đến 16 độ. Khả năng cao là nó đang lệch 12 độ về hướng trái đất. Tuy nhiên, họ cũng mong rằng đây sẽ là một vụ nổ siêu thân tinh hình cầu, chứ không phải là một vụ nổ tia gamma định hướng. Với kích thước và khối lượng lớn như vậy, gần như là ngôi sao WR sẽ tiến hóa thành ngôi sao neutron trong một vụ nổ siêu thân tinh rực rỡ. Nhưng nếu sau vụ nổ, ngôi sao đồng hành kia không bị thổi bay, thì rất có thể tại đây sẽ xảy ra các sự kiện liên hoàn vô cùng mạnh mẽ. Ngôi sao neutron sẽ tiếp tục sụp đổ để tạo thành hố đen nhờ sự tiếp sức của ngôi sao OB. Gần 8.000 năm ánh sáng rõ ràng là một khoảng đường rất xa. Tuy nhiên, nó cũng không đủ để chúng ta cảm thấy an toàn nếu có một vụ nổ tia gamma xảy ra. Trong nhiều năm vừa qua, đã có rất nhiều nhà thiên văn học lên tiếng trấn an rằng trái đất sẽ an toàn vì độ lệch tâm của ngôi sao đó đủ để chúng ta né được thảm họa này. Tuy nhiên, rất có thể là ngôi sao WR-104 đã phát nổ mà ánh sáng của nó chưa thể chuyển tới trái đất. Rõ ràng là những hiểm họa đó không thể làm chúng ta yên tâm được. Vậy, điều gì tồi tệ nhất sẽ xảy ra? Các nhà khoa học dự đoán WR-104 sẽ trở thành siêu thân tinh trong vài trăm năm hoặc có thể là hàng trăm ngàn năm nữa. Nếu như nó thực sự tạo ra một vụ nổ tia gamma đi thẳng về hướng trái đất thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Đầu tiên là bạn sẽ thấy một luồng ánh sáng chói lóa với các tia năng lượng cực mạnh sẽ thiêu rụi mọi thứ và thổi bay cả bầu khí quyển. Nếu như nó đã bị suy yếu qua quãng đường gần 8.000 năm ánh sáng thì nó vẫn sẽ đủ mạnh để đánh tan tầng ozone. Con người và các loại sinh vật khác sẽ bị phơi nhiễm bởi bức xạ vũ trụ và của mặt trời. Chúng ta sẽ nhanh chóng bị chết dần chết mòn. Thế giới sẽ thực sự đối mặt với một lần tuyệt chủng tiếp theo. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không đủ khả năng để ngăn chặn điều đó. Theo giới khoa học nhận định, thế giới của chúng ta 450 triệu năm trước có thể đã trải qua một vụ nổ tia gamma, khiến cho hơn 70% các loài sinh vật bị tiêu diệt. Một trật tự mới đã được thiết lập, một sự thống trị mới bắt đầu vươn lên làm bá chủ thế giới. Thử hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu như thiên thạch chưa tiêu diệt loài khủng long? Con người liệu có chỗ đứng hay không nếu như loài khủng long vẫn còn tồn tại? Quy luật tự nhiên hay quy luật của vũ trụ có vẻ như không bỏ qua bất kỳ nhân tố nào. Chúng ta đang thực sự sống trong một kỷ nguyên yên bình, nhưng điều đó không hề được đảm bảo. Liệu chúng ta có bị thay thế bởi một loài nào khác hay không?
Rõ ràng là sự thông minh sẽ giúp chúng ta lường trước được rất nhiều điều. Chúng ta cũng có thể dự đoán được tương lai của chính mình. Đó là một lợi thế tuyệt vời so với loài khủng long 65 triệu năm trước. Có một điều luôn phải ghi nhớ, khoa học và công nghệ sẽ là con đường duy nhất có thể giúp chúng ta củng cố vị trí của mình trong vũ trụ.